Rồi, xin chào mọi người. Sáng hôm nay Trần giao lưu với mọi người hai cây mai già. Những cái này mình lựa ra những cây nó nụ nhiều á, làm nụ nhiều mình giao lưu ha. Nụ nhiều rất là khuya cây. Rồi thì hiện tại thì cây này thì nó có chiều cao là 60 thôi. Đấy, cây lùng lực, cây form lùng lực. Cây cao 60, độ rộng tán của nó là 60. Đấy. Không. Mấy cái này nó già coi như nên mình không có đi ghim nhập nữa, mình theo rong. Quan trọng là cốt dáng cây nè. Chân coi, chân cốt dáng này. Cây chân cốt dáng nha mọi người. Đó là mấy cái cành này, nó dài, mình chưa bấm. Đấy, cốt cái dáng nó đi lên này à. Đấy, mọi người nhìn cái củ đế nó này, biết rồi. Coi nó già nó có bộ đế rễ như thế này à. Hồn thân thì nhỏ thôi nhưng mà nó mọi người thấy không? Nó có những cầm chân rửa nó gần ngang cái thân nó luôn này. Đấy, nó nuôi cái bộ đế rễ này. Được 1, 2, 3, 4 4, 5, 6 6 cái chân rễ nó tạo thành một cái rễ trụ nó, cầm rễ trụ nó. Cái đế rễ nó rất là quái ha. Cây thì hoàn toàn nụ đống nụ rất là nhiều, đống nụ hoàn toàn trên tất cả các chi cành luôn. Đây. Đây, ha. Trên tất cả các chi cành là đều có nụ hết. Đấy. Giờ cậy lên thấy này, nó ra rất đều, ra rất đều. Dòng này dòng dạo cánh kính nha mọi người, cánh nó tròn dễ thương. Đó, rin mình chơi ha, cái rin chứ không có ghép. Không, nổ ra tất cả các chi cần hết đó. Cái này mình còn bấm con vô nữa cho nó đẹp nha, đừng ham mà. Nói chung là làm sao cho nó vừa phải so với cái dáng cây thôi. Cây form lùng lực nó gọn gàng nhưng mà nó cốt cách cái cây nó già. Yeah. Lọc nó này. Lọc này dòng độc lợi này, độc lợi lấy gai đó mọi người không, trên lá nó có rinh cưa rõ ràng hả, lá nó thon hay dài, dòng này rất là mạnh. Lá xanh luôn, đen mà nó dày như lá nhựa à. Lá nhựa dày lắm, giống này kháng bệnh rất là ok. Rồi, mình chuyển qua cây số 2 ha. Cây số 2 này nó lớn hơn. Cây đổ xù da mi rồi. Cụ đó nè, cây nó còn già nè mà. Cây này mình cũng không có đi game nọc. Già nè mà. Cái này thì hiện tại nó cao gần 90. Cái cao gần 90, độ rộng tán của nó là 80. Hoành thân nó lớn hơn cây đầu tiên. Hoành thân rơi vào tầm 13, 14. Cái này nụ còn nhiều. Đấy. Nụ nhiều đấy. Mình mùa mưa, rong rêu rồi nó bám. Mọi người chịu khó mua về, mình ít cây, có thời gian mình xịt bớt ra một rêu nha. À, bây giờ mưa nữa rồi, đang quay còn mưa nè. Nổ rất nhiều ha. Đấy, lên tới trên cùng luôn. Nổ nhiều lắm. Rồi thì mọi người có nhu cầu giao lưu thì
liên hệ mình qua số điện thoại 0849020790 nha. Để sở hữu cặp mày giao rin gốc đỡ đẹp cà già phôn lồng lực như thế này hả. Hai cái này là hai cái giống khác nhau nha mọi người. Đây dòng lá gai, đây là dòng lá nó bầu dục, lá bầu dục, hai mặt hoa khác nhau hết. Cánh nó rộng này mọi người, rộng xếp pháo này. Sáng giờ mình ra kiểm tra bị trở. Dòng cánh nó đẹp lắm, cánh nó dày như giống như dòng dạo nhung vậy đó. Dạo nhung từ nó mình ra luôn, đặc biệt như vậy. Cánh nó dày và nó màu vàng tươi đậm đà, nhìn sắc hoa nó đậm đà lắm, chứ nó không có buồn giống như những cái dòng cánh của mai cúc ha. Cánh nó thanh, nó dày, vàng tươi luôn, rất là sinh động. Rồi, thích cặp này thì liên hệ mình báo giá rẻ cho mọi người mua về mình chăm chơi ha. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video. Hẹn gặp lại những video tiếp theo ha.